Em chào tất cả các em. Tên của cô là Ái Lộng. Hôm nay cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong bài học ngày hôm nay, Unit 11, National Parks, Lesson 1, Reading. Here's our objectives. Mục tiêu của bài ngày hôm nay là các em sẽ tìm ra được các cái từ từ trong ngữ cảnh, tìm ra được các cái thông tin chi tiết về một vài vườn quốc gia. Warm up. Now, you look at what animals are they? Elephants. Very good. The next one. A tiger. And the last one. Monkey. Are they rare and in danger? Yes. These animals are rare and endangered species because of extinctions. They have a Cuc Phuong National Park, and in Huế, we have a Bạch Mã National Park. So today, in our TED, we study Cuc Phuong National Park, Nairobi, and Everglades. Để giúp các em hiểu rõ hơn về phần bài đọc này, chúng ta bắt đầu học phần từ vựng vocabulary. Now you look at the pictures. Here's Biển Thanh. Example. Biển Thanh Market is located in District 1. So we have the phrase be located in and the word. Locate. Locate. Again. Locate. Tòa lạc ở. Now number two. Look at the picture. Do they have a house? Do they have a parent? No. What do you call them? They are orphaned. An example. They were orphaned when they were young. Đây là những đứa trẻ mồ côi. Họ bị mồ côi khi còn bé. Orphan is a noun. It means a child whose parents are dead. And a verb makes somebody an orphan. Như vậy, từ orphan có nghĩa là trẻ mồ côi. Và động từ có nghĩa là làm cho mồ côi. And we have another noun. Orphanage. Orphanage, it means a home where orphans are taken care of. Now listen. Orphan. Again. Orphan. Orphanage. Again. Orphanage. That's good. I have example. Many unfortunate children are being looked after at this and the word orphan. Như vậy ở câu này, nhiều trẻ em không có gặp may mắn là đang được chăm sóc tại. So you say orphan or orphanage? Orphanage. Yes. Next. Here's a baby. They are crying. He is a baby. He is crying. Now you look at the example. As a baby, he was abandoned by his mother. Khi con bé, anh ấy bị bỏ rơi bởi mẹ của anh ta. So the word abandon. Abandon.
abandoned. Như vậy trong tiếng Việt nó có nghĩa là từ bỏ, ruồng bỏ. It's a verb and adjective. Từ này mình hay dùng với là nghĩa bị động, bị bỏ rơi. Hoặc là dùng như tính từ abandoned child. Và abandoned path, những con vực bị bỏ rơi. Finding shelter for abandoned path, tìm một chỗ trú cho những con vật bị bỏ rơi. Now we move another word. Who is he? He's a Robinson Crusoe, and he continue to live in the desert land. Anh này là Robinson đúng không nào? Và anh ấy tiếp tục sống ở đảo một mình. So we say survive có nghĩa là sống sót. Danh từ của nó survival. Now you look at another example of survival. Air is necessary for our survival. Không khí là cần thiết cho sự sống của chúng ta. Survivor, địa chỉ người sống sót. Now you look at the picture. Here is the sunlight, ánh sáng mặt trời. Temperature, nhiệt độ. Như vậy, ta có là is the equator, đường xích đạo. Vietnam is a tropical country, so Vietnam is hot and humid. Việt Nam là nước nhiệt đới, vì vậy nó là rất là nóng và ẩm, đúng chứ nào? Now, bên trên, we have a subtropical temperate zone. Temperate zone, vùng ổn đới. Tropical zone, vùng nhiệt đới. Subtropical, là vùng cần nhiệt đới. Listen. Subtropical regions are cooler than equatorial region. Vùng cần nhiệt đới thường mát hơn vùng xích đạo. Now you look at the pictures. Listen. Wilderness. Như vậy, từ wilderness có nghĩa là vùng hoang dã. Example: Could you survive alone in the wilderness? Em có thể sống sót một mình ở vùng hoang dã hay không? And you say no. Okay. Thật là đáng kinh sợ. No food, no money. Now look at the picture. We call this a syringe. Syringe, những cái kim tiêm. People use syringe to put the poisonous thing into this apple. So is it unsafe? Is it unhealthy for our health? So we have toxic. Okay, we have toxic. Từ đồng nghĩa của nó là độc. Now another example. The cattle drank from a river polluted with toxic chemicals. Gia súc uống nước từ một con sông bị ô nhiễm với hóa chất bị nhiễm độc. And the last one. This
polluted river. Như vậy ta có đây là một cái con sông ô nhiễm. Or we say the river is in contamination. Con sông này là đang bị ô nhiễm. Như vậy ta sẽ có cụm từ be in contamination. Trong tình trạng bị ô nhiễm. Contamination. And a verb, contaminate. Synonym, pollute. Như vậy chúng ta vừa học được 8 từ trong bài 11 National Park. Now we review vocabulary. Locate, locate. Từ đầu tiên. Orphan. Orphan. Orphanage. Orphanage. And the next. Orphanage. Abandon. Again. Abandon. Abandon. Survival. Again. Survival. That's good. Survival. Survive. Again. Survive. Subtropical. Subtropical. Okay. Subtropical. Toxic. Toxic. Wilderness. Again. Wilderness. Contamination. Contamination. One more time. Locate. Orphan. Orphanage. Abandon. Survival. Survive. Subtropical. Toxic. Poisonous. Wilderness. Contamination. Pollution. Kem về nhà, luyện tập lại phần từ vựng này. Now we do the text. Task 1. You find the word in the pages that best suit each of the following definition. Như vậy các em sẽ tìm từ ở trong đoạn văn mà phù hợp với các cái định nghĩa ở bên dưới. To start an organization that is intended to continue for a long time. Bắt đầu một cái tổ chức mà sẽ tiếp tục một cái thời gian dài. Number 2. To have something inside. Có cái gì ở bên trong. Number 3. A group. Groups of animals or plants. Number 4. A state of continuing to live or exist. Tiếp tục sống hay tồn tại. Number 5. Related to an area near a tropical area. Liên quan đến một khu vực nhiệt đới. Number 6. A state of being polluted. 2 minutes. For you to do this deck. So tie off. Let's check together. Number 1, we have established. Number 2, contain. Contain. Number 3, suppose. Species. Loài. We have plant and animal species. Number 4. Survival. Number 5. Subtropical. Number 6. Contamination. Như vậy là các em vừa được ôn lại các cái tư vấn. Now we move while you read. Read the passages and then do the tasks that follow. Cuc Phuong National Park, Vietnam. Cuc Phuong National Park.
located 160 kilometers southwest of Hanoi. It is the first of Vietnam's 9 national parks to be established, and it contains over 200 square kilometers of rainforest. Tourists go there to study butterflies, visit caves, hike mountains, and look at the 1,000-year-old tree. The best time to visit the park is during the dry season, from October to April, when the rainy season is over. Nairobi National Park, Kenya. Nairobi National Park is Kenya's smallest park, but you may be surprised at the large variety of animals that live there. Visitors, especially children, can go there to learn how to recognize the different species of animals and plants. They also learn about the habits of animals and how one species is dependent upon another for survival. An interesting feature of this park is the orphanage, where lots of orphaned or abandoned animals are taken care of. Everglades National Park, USA. Everglades National Park is a subtropical wilderness in the southeastern United States. This national park is special because it has plants and animals from both tropical and temperate zones. Due to an increase in population and the use of nearby land for farming, there are toxic levels of chemicals in the water. This contamination has threatened the park and many of the animals in it. Now we do task one, true font. Number one, Cuc Phuong National Park is located 160 kilometers southeast of Hanoi. Number two, in Cuc Phuong National Park, there are many activities for the visitors. Number three, Nairobi National Park is small, but it has an animal varieties. Number 4. Everglades National Park has only plants and animals from tropical zone. We check one by one. True font. Number 1. Từ khi từ khóa mình là Cuc Phuong, located 160 km southeast of Hanoi. Như vậy mình có các cái từ khóa này. Now you look at the information. Thông tin nằm ở đoạn thứ nhất. Và từ khóa của mình locate. So you see, locate. Okay. Như vậy với câu này thì đáp án foreign. Như vậy, nó không phải là ở phía đông nam của Hà Nội, mà nó là ở phía tây nam của Hà Nội. Number 2. The keyword, many activity for visitor. Kém nhìn lại bài đọc. So the line, tourists go to visit caves, hike mountains, and look at the 1,000-year-old tree. Du khách đi đến đó để nghiên cứu về các loài bướm, viếng thăm hang động, đi bộ leo núi và nhìn ngắm cây 1,000 tuổi. Như vậy cây này chỉ có thể là cây đa. Như vậy mình sẽ cùng xem một clip.
this clip, we see a lot of butterflies, and it's so beautiful. I would like to visit Cuc Phuong one day. And how about you? Now we continue. Number 3. Here's the keyword. Nairobi National Park. Small, it has animal variety. Các em cùng nhìn lại thông tin ở trong phần bài đọc. Từ khóa của chúng mình là small. Như vậy, ta có câu đầu tiên. Nairobi National Park is Kenya's smallest park. But you may be surprised at the large varieties of animals that live there. Vườn quốc gia Nairobi là vườn quốc gia nhỏ nhất, nhưng mà bạn có thể bị ngạc nhiên với sự đa dạng của các loài động vật mà sống ở đấy. So it's true. Now number 4. The keyword Everglades National Park. Only plants and animals from tropical zone. Các em cùng nhìn lại bài đọc. Và từ khóa. Như vậy ta có this national park is species, but it has plants and animals from both tropical and temperate. Vườn quốc gia này là đặc biệt bởi vì nó có các cái loài động thực vật từ cả vùng nhiệt đới và ôn đới. Như vậy với thông tin của câu này thì câu đề là chỉ mới có vùng nhiệt đới. So it's false. So we end task 1 through 4. Now we move to task 2. Answer the questions. Phần bài tập 3. What is the area of the rainforest in Cuc Phuong National Park? Diện tích của rừng nhiệt đới ở vườn quốc gia Cuc Phuong là bao nhiêu? Number 2. Why would November be a suitable time to visit this park? Tại sao tháng 11 lại là tháng thích hợp để đi thăm vườn công viên quốc gia, vườn quốc gia này? Number 3. What can people learn in Nairobi National Park? Người ta có thể học được gì từ vườn quốc gia Nairobi? Square kilometer, or we say 200 square kilometer. Number 2, the answer. Bởi vì mùa mưa đã kết thúc. Because the rainy season is over. Line 7. Number 3, they can learn about the habits of animals, how to recognize the different species of animal and plants, and how one species is dependent upon another for survival. Line 11, 13. Người ta có thể học được gì khi đến thăm vườn quốc gia Nairobi? Họ có thể học được những cái thói quen của các cái loài động vật, cách mà nhận biết những cái loài động vật thực vật khác nhau và những cái loài này lệ thuộc như thế nào vào loài kia để sinh tồn. We continue. Number 4, number 5 and number 6. Number 4. What kinds of animals are taken care of in the orphanage? Number 5. Why Everglades National Park endangered? Tại sao vườn quốc gia Everglades đang gặp nguy hiểm? Number 6, what do you think will happen to the Everglades?
if more chemicals are released into the water. Theo em nghĩ thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu như vương quốc gia Everglades có quá nhiều hóa chất được thải vào nguồn nước? Ok, kem làm bài này nào. Now times of leg check together. So the answer in line 14 and 15, in the orphanage, orphaned or abandoned animals are taken care of. Dĩ nhiên là trong cái nơi mà chăm sóc cho nơi nuôi những cái loài động vật này thì có những cái con vật bị bỏ rơi hoặc là bị mồ côi ấy thì được chăm sóc. Câu số 5. The answer because there are toxic levels in chemical in the water. Bởi vì mức độ độc hại của các cái hóa chất trong nước. Number 6. Plants and animals will be threatened, died, killed or destroyed. Như vậy ta sẽ có là các cái loài động thực vật sẽ bị đe dọa, bị chết, bị giết, bị phá hủy. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong phần trả lời các cái câu hỏi chi tiết về vương quốc gia Cuc Phuong, vương quốc gia Nairobi và vương quốc gia Everglades. Now we play game. How good is your memory? Em có còn nhớ được thông tin nào không? Now I have some information. Hanoi, Kenya, USA, rainforest, sturdy butterflies, high mountains, 1,000-year-old tree, the orphanage, the small lake park, variety of animals and plants, abandoned animals, tropical and temperate zone, contamination, chemicals, October to April, visit caves. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái hoạt động là la hoàn thành bảng sau. Kém hoàn thành bảng. Number 1, Cuc Phuong National Park, location, vị trí, special features, đặc điểm, đặc trưng. You see locations and special features. In Nairobi, and in Everglades. Okay, here are some information that you need to know. So we say Cuc Phuong National Park is located in southwest of Hanoi, Vietnam. It has a lot of special features, butterfly caves and 1,000-year-old tree. It covers 200 square kilometers of rainforest. Okay, now you do similar with Nairobi and Everglades National Park. Now the last activity for you. Như vậy là chúng ta vừa qua các cái hoạt động đọc và trả lời các cái câu hỏi cũng như phần tìm ý tìm cho cái phần phần nói kèm về nhà nhận luyện tập. Và hoạt động cuối cùng ngày hôm nay đó là các em hãy nghe và hoàn tất từ câu 1 đến câu 6. Phần đầu tiên, you listen Nairobi National Park. Again. The National Park is located less than 10 kilometers from the center of Kenya's capital, Nairobi, and you can see animals with the city tall buildings in the background. Many
such as wildebeest, cheetahs, leopards, various bird species. The wildlife is more abundant in the dry season. Now you listen one more time. So, number one, kèm chú ý trước khi kèm nghe lại thêm một lần nữa thì câu thứ nhất, kèm để ý động từ nam sau y và mình có từ gì? Sau nó là less than 10 km from the centers of Kenya. Từ số 2, you can seize. Number 2, various. Như vậy các em để ý loài từ có thể là số nhiều hoặc số ít ha. Và như vậy mình có thể điền vào one word or two words. National park is located less than 10 kilometers from the center of Kenya's capital Nairobi, and you can see animals with the city tall buildings in the background. Many species inhabit the park: rhinos, gazelles, zebras, buffaloes, hippos, lions, elands, impala, giraffes, ostriches, vultures, wildebeests, cheetahs, leopards, various bird species. The wildlife is more abundant in the dry season. Okay, now let's check together. Number one, located. Number two, animals. Như vậy, ý của đoàn đầu tiên này là vườn quốc gia Nairobi nằm chỉ có ít hơn 10 km từ trung tâm của thủ đô Kenya, Nairobi. Và bạn có thể nhìn thấy các cái loài động vật với những cái tòa nhà cao tầng ở phía sau. Câu số 2, lectures. Bird species. Ở đây mình sẽ bắt gặp nhiều các loài động vật ở trong công viên. Có nhiều loài mà mình qua công viên này mình mới có thể tìm hiểu được, đúng chưa nào? Một số loài như ví dụ như là rhinoceros, là gazelle, zebra, ngựa vằn, gợi, trâu, hà mã, sư tử, đúng không? Number 3, the wildlife is more abundant in the dry season. Đời sống hoang dã là dồi dào ở trong mùa khô. Tiếp theo mình cùng chuyển đến công viên Everglades. Now you listen twice. Everglades National Park is the largest subtropical wilderness in the U.S. Several rare and endangered species live in the park. It is a huge place, covering more than 600,000 hectares of wetlands. One more time for you. Okay. Everglades National Park is the largest subtropical wilderness in the U.S. Several rare and endangered species live in the park. It is a huge place, covering more than 600,000 hectares of wetlands. Okay, now let's check together. Number 5 is subtropical wilderness. Như vậy ta có vườn quốc gia Everglades là một cái vùng hoang dã cận nhiệt lớn nhất ở Mỹ. Đó, vùng này được gọi là the heart of Florida, là trái tim của bang Florida. Several rare endangered species, nhiều loài động thực, nhiều loài có hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng thì sống trong công viên. Đó là một cái nơi lớn bao phủ hơn 600.000 hecta vùng đất ẩm. Như vậy là mình đã hoàn tất cái bài National Park from reading. Các em đã nắm được một vài thông tin về các cái vườn quốc gia Cuc Phuong. So a lot of butterflies and Everglades is the heart of Florida, and it had the largest subtropical
wilderness. And Nairobi is a lot of animals. Vì nha, các em cố gắng tìm hiểu các cái loài động thực vật này nhé. Learn by heart the new words and phrase from their pages. Các em học cái từ, cụm từ ở trong bài. Reread the pages carefully. Đọc đoạn văn một cách cẩn thận. And if